Thực hiện công văn số 5201 ngày 9 tháng 9 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo nội dung kế hoạch, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 được tổ chức từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10 năm 2024 với chủ đề Phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 diễn ra nhiều hoạt động như tổ chức các hội sách để giới thiệu sách mới, tạo không gian giao lưu giữa tác giả và độc giả, thành lập các câu lạc bộ đọc sách báo theo chủ đề độ tuổi, giúp mọi người cùng nhau đọc và chia sẻ cảm nhận, tổ chức các cuộc thi viết, vẽ, kể chuyện dựa trên sách báo để kích thích sự sáng tạo và yêu thích đọc sách báo, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới thư viện trường học và phát triển văn hóa đọc trong cơ sở giáo dục, cộng đồng, tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm. Để kế hoạch trên triển khai hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai tuần lễ, xây dựng chương trình phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, hưởng ứng tuần lễ tại địa phương, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai tuần lễ của địa phương, tiếp tục theo dõi, duy trì, thúc đẩy các hoạt động của tuần lễ trong suốt năm học. Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội đối với việc phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời, góp phần trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nhân tố quyết định của sự phát triển bền vững và thành công, đẩy mạnh vai trò của hệ thống cơ sở giáo dục và đào tạo trong việc hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến đọc đối với cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và người dân, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.